Đây là du khách này đang Trung Quốc này đang chuẩn bị đi xuống xuống tàu. Cô này cô đang châu phi từ trong nhà chờ mà ra vừa ngoài này. Đấy, ở khu vực này mình thấy là cả khách Tây, cả khách tàu đang đứng chờ ở cái khu vực nhà chờ đấy. Đấy, và ở phía trên bờ này là ở khu vực này người ta cũng bố trí các cái quầy, cũng như các quầy hàng lợp lá cọ, một cái phong cách rất là Việt Nam. Xin chào các bạn đã trở lại với kênh YouTube của giáo sư Trung Tăng. Tại mình đang ở trước bến cảng tàu khách du lịch Tuần Châu, và hôm nay mình sẽ gửi đến các bạn những cái đoạn video xem là ngày trời mưa thì ở bến cảng này có đông không nhé. Mọi người hãy cùng đi với mình. Đây mọi người có thể thấy là trời đang mưa phùn đấy, và ở trước khuôn viên của cái bến cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu này rất là đông xe luôn, xe nhỏ xe to cũng rất là nhiều. Đấy, và bây giờ mình mời các bạn sẽ đi vào trong nhà khu nhà chờ để xem cái mức độ nhộn nhịp ở bên trong khu vực này nó như thế nào. Đấy, ngay ở đây mình thấy có rất nhiều khách ngoại quốc đến khu vực này, và mọi người đang tranh thủ chụp ảnh này. Ở trong khu vực nhà chờ này mình thấy cũng rất là hiện đại và cũng rất là đẹp. Đấy, ở đây có các cái biển chỉ dẫn đến quầy bán vé tham quan này, lối ra tàu này, và còn mình thấy có cái thang máy để đi lên tầng 2. Đây, và khu vực này đây là khu vực bán hàng lưu niệm. À, đây là mọi người đang mua vé đây. Đây là thấy có mua vé cho đoàn. Đây, và khu vực này là bán đồ trang sức. Và mình thấy cũng rất nhiều các du khách Trung Quốc đang đứng xem để mua đồ. Và mọi người cũng có thể thấy luôn vào cái khung cảnh rất là sôi động, mọi người đang chuẩn bị đi xuống dưới tàu để đi tham quan du lịch.
Và đây là mình thấy rất nhiều du khách Trung Quốc đang ngồi để chắc là ngồi chờ đợi để đi lên tàu đi tham quan vịnh Hạ Long. Đây là các du khách Trung Quốc đang đứng chờ đợi một chuyến trải nghiệm thú vị ở vịnh Hạ Long. Và ở khu vực này mọi người có thể thấy đây là toàn cảnh của cái bến tàu khách Hạ Long Tuần Châu nha mọi người nhé. Ở đây người ta thiết kế hai dãy phố xung quanh một cái kênh đào này. Và mặc dù ngày hôm nay là trời rất là mù trời nhưng mà mình thấy là lượng khách là cũng rất là đông. Đây ở phía trên bờ mình thấy ở cái khu vực cảng tàu khách Tuần Châu này cũng người ta trang trí cũng theo cái phong cách Á Đông mọi người, có rất nhiều các cái đèn lồng này. Và các du khách Trung Quốc là trước khi xuống tàu đi tham quan vịnh Hạ Long thì đang tranh thủ chụp ảnh lưu niệm. Và bây giờ là người ta đang xếp hàng ở đây. Người ta đang xếp hàng. Đây mình thấy có rất nhiều các hãng tàu và chủ yếu ở khu vực này mình thấy là hãng tàu Hồng Minh ấy, mọi người. Hồng Minh 18, Hồng Minh 68. Đấy, và các nhân viên nhà tàu đang bị trời mưa, người ta đang trải các cái tấm thảm để cho du khách đi xuống cho đỡ trơn. Rất là mưa trơn nên đang phải dắt từng người xuống này. Đây là một đoạn tàu khách Trung Quốc lại tiếp tục đi xuống tàu để đi tham quan vịnh Hạ Long đây mọi người. Rất đông luôn. Và theo như mình quan sát thì cũng hầu như là toàn là có những người lớn tuổi nha mọi người nhé. Và phía sang xa mình thấy có một chiếc bông sông đang chở du khách đi vào bờ kìa. Vì khi mà du khách người ta đi nghỉ ở đêm ấy thì những cái tàu nghỉ đêm mà rất là lớn không thể cập vào cái cảng này được, người ta đỗ ở ngoài và sau đó là sẽ dùng các cái bông sông nhỏ kia để chở khách vào. Đấy, và vì hôm nay trời mưa này nên cái cách di chuyển xuống là cũng rất là vất vả. Đây. Ở nhà tàu là người ta phải đón dắt tay từng người một này. Và đây là người ta lại tiếp tục giải các cái tấm thảm chống trơn trượt mọi người để đón khách xuống tàu. Đây, và ở cái tàu này mọi người thấy rất là lớn Lighthouser thì này. Tiếng Anh là mình cũng đọc nó không được chuẩn lắm. Toàn tàu cũng rất rộng rãi. Ở khu vực cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu thì người ta có hai cái dãy phố nha mọi người. Đây, cái dãy phố này là ở phía bên tay trái của cảng tàu khách.
có rất nhiều các cái quán ăn và rất nhiều các cái quán cà phê và các cái văn phòng của tàu du lịch. Đấy, mặc dù trời mưa nhỏ nhỏ, mưa phùn, nhưng mà mình thấy là hoạt động ở cảng tàu Tuần Châu này cũng rất là sôi động. Đấy, những chiếc tàu ra này, đưa khách ra này, và có xa xa là mình thấy có 2, 4, 5 chiếc tàu đang chuẩn bị đi vào đón khách. Và đây rồi, cái chiếc tàu mà chở khách du lịch Trung Quốc đang bắt đầu rời bến này. Mọi người đang rời bến này. Và phía xa xa là mình đã thấy thêm một chiếc bông rông này đang chở khách vào này. Và những cái tàu chở khách này, những cái du thuyền này mình thấy là đều là chở được 48 khách nhé mọi người nhé. Đấy, có số 48 này. Đây, tiếp tục một chiếc nữa lại bắt đầu đang lùi ra để tiến lên Vịnh Hạ Long. Tàu này mình thấy có trang trí cũng rất là đẹp. Đấy, hẳn hai chiếc luôn nhé mọi người này. Hai chiếc đang lùi ra, họ lùi ra và sau đó họ mới quay đầu được. Đấy, một chiếc QN6099, một chiếc QN là 9918 này. Đấy, và các du khách Trung Quốc đã ngồi yên vị ở dưới tổ khách rồi. Đấy, trước tàu thì vào, trước tàu ra, nên là mọi người có thể nghe thấy tiếng còi tàu. Một cảnh rất nhộn nhịp, tàu ra tàu vào. Đấy, trước ra trước vào cực kỳ nhộn nhịp luôn. Nên đây là mình lại gặp thêm một nhóm du khách Trung Quốc. Nhóm này nó sẽ đặc biệt hơn, là có một số người trẻ hơn nhé mọi người, trẻ hơn các nhóm khác. Và ở đây mọi người vẫn đang tranh thủ chụp ảnh, check in chụp ảnh. Và khu vực này là mình thấy có một quầy là kê khai danh sách hành khách. Và tiếp tục đoàn khách du lịch Trung Quốc đang đứng để đợi lấy vé. Thì thông thường vào khu vực này là mình thấy là các đoàn đều có hướng dẫn viên đi mua vé luôn. Và cái quán cà phê này, đây là có mình có thấy một quán cà phê là Ông Bầu. Đây mà mọi người ở đây đợi. Quả là người Trung Quốc họ nói rất là lớn, nói như cãi nhau luôn. Đây là một cái đặc trưng. Hey.
Và phía ngoài đường đây, mọi người có thể thấy là xe cộ chạy rất là tấp nập, xe của chở khách du lịch đi này. Đấy, toàn xe mình thấy rất nhiều xe 45 chỗ nhé. Bây giờ là đang là thời điểm giữa tháng 3, hôm nay là ngày 17 tháng 3. Vậy thì nếu mà từ cái đợt theo như mình dự đoán thì nó một đợt hè tới, hè 2024 thì cái cảng tàu này có thể là những cái buổi như những cái ngày nghỉ như ngày hôm nay có thể là quá tải luôn mọi người. Cực kỳ đông du khách kéo đến để đi du lịch, và đây cũng theo như mình nghĩ là cũng là một cái tín hiệu tốt cho du lịch Quảng Ninh nói riêng và cho du lịch Việt Nam nói chung. Đến đây tiếp tục mình lại nhìn thấy thêm hai chiếc bông rồng đang chở khách quốc tế, khách nước ngoài này đang tiến vào bờ. Còn phía ngoài ở phía xa kia, chỗ lối ra của cái cảng tàu quốc tế thì mọi người thấy là một sự nhộn nhịp. Theo hướng tay mình chỉ này, rất nhiều tàu ra tàu vào này. À, đây mới là mùa thấp điểm mà chưa phải mùa cao điểm. Đến mùa cao điểm thì mình đoán là dự đoán là cũng rất là đông luôn. Và cái lối lên xuống đương nhiên là nó sẽ rất là trơn, trời mưa đấy, và các nhân viên của nhà tàu đang trải các cái tấm thảm ấy để chống trơn trượt cho du khách. Họ đang phải trải thảm lên để cho du khách đi lên bờ. Nói chung là mình thấy là rất là chu đáo. Phải dắt tay từng người lên một mọi người. Rất là đông khách Tây, khách ta, khách tàu đủ các quốc gia. Trời mưa trơn trượt, mọi người đang rất là vất vả để đi lên được đến cái khu vực nhà chờ. Mình thấy mọi người cũng rất là vui mừng, rất là hớn hở sau khi đã được trải nghiệm kỳ quan thiên nhiên của thế giới. Đến đây là đoàn khách Trung Quốc đang chuẩn bị xếp hàng để đi xuống tàu đây. Alo, tôi chưa lên. Chào đâu. Bắt đầu đi đây. Đây, chỗ này là hai đoàn khách Trung Quốc nha mọi người nhé. Đấy, hai đoàn. Tại vì mình thấy có hai hướng dẫn viên khác nhau. Ở các quán hàng này là người ta để là ẩm thực miền Nam, rồi ẩm thực miền Trung. Và ẩm thực miền Bắc, là đủ ba miền Bắc Trung Nam.
khách Trung Quốc hôm nay ở khu vực này rất là nhiều luôn mọi người. Đấy, và họ đang chuẩn bị xuống cái tàu QN9282. Chỗ này là mình thấy là tính ra là 4 đoàn khách Trung Quốc nhé mọi người. Đây, mình thấy đoàn khách Trung Quốc đã xuống nơi tàu Hưng Minh 68. Đi xuống cũng rất là vất vả đấy mọi người. Thì trời nó mưa này. Đi lên cũng vất vả mà đi xuống đều vất vả. Và khu vực bến tàu này mình quan sát nhanh thì cũng thấy là đỗ san sát này cũng tầm 40 chiếc thuyền ở chiếc du thuyền ở khu vực này mọi người. Đấy, khách đoàn Trung Quốc đây thì cũng tùy nha mọi người nhé, có đoàn thì đông, có đoàn thì ít. Đấy, ví dụ như đoàn này là mình chỉ thấy tổng khoảng 20 người. Thế và mọi người cũng đang tranh thủ chụp ảnh, ai cũng đều háo hức. Và bây giờ hướng dẫn viên đang bắt ra vé cho khách. Đây mình thấy hướng dẫn viên còn đang đi tìm đi mà tìm khách. Du khách chắc còn đang ở trên khu vực nhà chờ. Tiếp tục là một đoàn du khách Trung Quốc lại tiếp tục đi tham quan Vịnh Hạ Long mọi người. Cùng là hôm nay mình thấy rất nhiều đoàn. Trên hiện tại chỗ này là 3 đoàn. Đây lại thêm một đoàn nữa này mọi người này. Và đoàn khách này mình thấy có cả những người cũng trẻ hơn, gọi là trung niên cũng nhiều hơn là người già. Đây, đây là các khách du lịch Trung Quốc lại tiếp tục đang thêm một đoàn nữa lại đến. Đây. Cảng tàu ngày hôm nay rất đông luôn, rất nhiều khách đoàn. Đấy, và mọi người đang tranh thủ check in selfie ở cái biểu tượng hòn chống mái đây mọi người. Đấy, xe vẫn tiếp tục đổ khách xuống khu vực cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu. Đấy, và đoàn khách này mình thấy họ có mặc trang phục áo màu xanh, quần áo màu xanh. Rất tấp nập luôn. Thank you.
I will come back anytime. Okay. I need to just stay around here. Trời bắt đầu lại mưa nặng hạt rồi. Và du khách Phú Quốc cũng đang trong lúc chờ đợi, đang check in, đang chụp ảnh lưu niệm ở cái khu vực bến cảng tàu khách Tuần Châu mọi người. Ở đoàn khách này là mình thấy họ trẻ hơn, lứa tuổi trẻ hơn so với những đoàn khách trước, mà mình thấy là người già là nhiều. Đây, và khu vực này là mọi người du khách đang xếp hàng, và cái hàng này là mình thấy có cả khách Tây và cả khách tàu luôn, những người trong hàng này. Cô này cô rất là hấn hở, cô livestream suốt từ nãy đến giờ. Nhé hào. Đây, và bạn khách Trung Quốc này lại xuống ở cái cửa phía bên này. Bắt đầu xuống. Đấy, mọi người rất là hồ hởi và đang mong có những cái cuộc trải nghiệm rất là tuyệt ở Vịnh Hạ Long. Đồng đoàn là giao khách Trung Quốc lại tiếp tục đi xuống du thuyền để đi trải nghiệm Vịnh Hạ Long. Đây, đến đây mình đã thấy đoàn du khách Trung Quốc đang đến cái khu vực cảng tàu quốc tế Tuần Châu để chuẩn bị đi tham quan Vịnh Hạ Long. Đấy, và theo thông lệ này, mọi người cũng đều thấy là ai ai là phải đeo một cái máy để liên lạc giữa các thành viên trong đoàn với nhau. À, cái xe này là một chiếc xe một tầm 47 chỗ đây, chở rất nhiều khách Trung Quốc đến tham quan Vịnh Hạ Long. Đến đây mình cũng xem phép mình dừng video tại đây. Hẹn là mọi người ở các video sau. Mọi người hãy ủng hộ mình bằng cách like và chia sẻ để kênh của mình tạo thêm động lực phát triển. Xin chào mọi người.